Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thanh truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thành nâng cấp quốc lộ 8A. Bầu cử Mỹ, hai ứng viên Phó Tổng thống sẽ tranh luận trực tiếp vào ngày 1 tháng 10. Mục bình luận quốc tế với chủ đề Mối nguy từ chủng đậu mùa khỉ nguy hiểm nhất. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của hàng loạt đơn vị do vi phạm quy định hoạt động. Cụ thể, trong tháng 8 có 23 đơn vị, công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Tháng 7 và tháng 6 có 17 đơn vị bị thu hồi giấy phép. Các đơn vị này chủ yếu kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container, ô tô. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị bị thu hồi giấy phép do không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục. Các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 7 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực. Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không báo cáo về kế hoạch khai thác đội tàu bay, nhu cầu khai thác, tăng chuyến và tình hình bán vé, đặt giữ chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay đi đến các điểm du lịch nội địa. Cục yêu cầu các hãng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành trong công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch khai thác đến các địa phương và các quốc gia trọng điểm về du lịch, qua đó nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và tăng cường hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Đồng thời, các hãng phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, hỗ trợ tạo điều kiện để các hãng hàng không duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác. Quốc lộ 8A là tuyến giao thông hết sức quan trọng trong giao thương, phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, qua thời gian, tuyến đường này đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra ách tắc vào mùa mưa. Do đó, dự án nâng cấp tuyến đường này đã được triển khai và đang khẩn trương được hoàn thành trước mùa mưa nhằm đảm bảo giao thông. Thời điểm này, những hạng mục cuối cùng ở vị trí cầu 74 thuộc km 74+600 trên quốc lộ 8A đang được nhà thầu hoàn thành. Hiện các hạng mục như đan thép mặt sàn và lan can đang khẩn trương được công nhân thi công. Đây là vị trí hết sức quan trọng trên quốc lộ 8A. Khi hoàn thành sẽ góp phần xóa bỏ hai khúc cua tay áo của tuyến đường cũ. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn km 37 đến km 85+300, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2014. Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng mưa bão, sạt trượt liên tục ở một số đoạn đường đèo. Đặc biệt, quốc lộ 8A là tuyến đường độc đạo, kết nối với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên thường xuyên có lưu lượng lớn xe lớn, vì thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công. Đến nay đã có 9 trên 12 gói thầu đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc sớm hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8A có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi với chiều dài hơn 80 km, đây không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Tĩnh, mà còn là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc giao thương với nước bạn Lào, cũng như một số nước trong khu vực, thông qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Türk cho biết, hôm 15 tháng 8 đánh dấu cột mốc đen tối khi số người thiệt mạng ở dải Gaza đã vượt quá 40.000 người. Tuyên bố của ông Volker Türk cho biết, tình hình không thể tưởng tượng này chủ yếu là do lực lượng phòng vệ Israel liên tục không tuân thủ các quy tắc chiến tranh. Trung bình có khoảng 130 người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza trong 10 tháng qua. Quy mô phá hủy nhà cửa, bệnh viện, trường học và nơi thờ cúng tại Gaza của quân đội Israel thực sự gây sốc. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Türk cho biết, số người tử vong ở Gaza vượt quá 40.000 người là một cột mốc ảm đạm. Ông Türk cáo buộc quân đội Israel liên tục không tuân thủ các quy tắc chiến tranh. Theo Bộ Y tế Palestine, những con số này không phản ánh tất cả số nạn nhân thiệt mạng ở Gaza vì vẫn còn nhiều người mất tích dưới đống đổ nát. Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ là Thống đốc bang Minnesota thuộc Đảng Dân Chủ Tim Walz và Thượng nghị sĩ bang Ohio thuộc Đảng Cộng Hòa David Vance sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 trên kênh truyền hình CBS. Cả hai ứng cử viên Phó Tổng thống đều đã nhận lời đề nghị của kênh truyền hình CBS. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ David Vance đã cho biết ông muốn có thêm một cuộc tranh luận nữa trên kênh truyền hình CNN vào ngày 18 tháng 9. Kênh truyền hình CBS trước đó đã đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận phó tổng thống vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ do Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cuộc tranh luận giữa ông Vance và ông Walz sẽ diễn ra sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump trên kênh truyền hình ABC News vào ngày 10 tháng 9. Ông Trump cho biết đã chấp nhận lời mời tranh luận từ hãng tin Fox News vào ngày 4 tháng 9, NBC News vào ngày 25 tháng 9. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết sẽ tham dự hai cuộc tranh luận Tổng thống và một cuộc tranh luận Phó Tổng thống, nhưng hiện chưa công bố thời điểm cuộc tranh luận Tổng thống thứ hai sẽ diễn ra khi nào. Tòa án bầu cử tư pháp Liên bang Mexico vừa phê chuẩn kết quả của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 2 tháng 6 năm 2024. Theo đó, ứng cử viên Claudia Sheinbaum đã giành chiến thắng, chính thức trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico và khu vực Bắc Mỹ. Trong tuyên bố của mình, bà Claudia Sheinbaum cam kết sẽ giải quyết tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Bà Sheinbaum sinh năm 1962, xuất thân là một nhà khoa học môi trường. Bà Sheinbaum từng công tác tại Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, tổ chức nhận giải Nobel Hòa bình năm 2007. Trước khi tham gia tranh cử, bà Sheinbaum từng là thị trưởng của thủ đô Mexico City giai đoạn 2018-2023. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế. WHO mới đây tuyên bố đợt dịch đậu mùa khỉ ở các nước châu Phi hiện nay là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Dịch bệnh này do biến chủng mới có tên là Clade Ib hiện lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần gũi thường xuyên, đặc biệt là ở trẻ em. Tuyên bố của tiến sĩ Tedros Adhanom, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO được đưa ra theo lời khuyên của Ủy ban Y tế Khẩn cấp IHR, gồm các chuyên gia độc lập. Nhóm này đã họp vào hôm 15 tháng 8 để xem xét dữ liệu từ WHO và những nước bị ảnh hưởng. Ủy ban cho rằng đậu mùa khỉ có khả năng lan rộng hơn nữa trên khắp các quốc gia châu Phi, có thể ra ngoài lục địa. Ông Tedros nói, sự xuất hiện và lây lan của chủng đậu mùa khỉ mới ở miền đông Congo cũng như các nước lân cận rất đáng lo ngại. Chúng ta cần có phản ứng quốc tế để ngăn chặn dịch lây lan và cứu sống mọi người. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được WHO định nghĩa như một sự kiện bất thường, tạo thành mối nguy hại đến sức khỏe cho các quốc gia thông qua sự lây lan của bệnh tật quốc tế, yêu cầu phản ứng phối hợp từ nhiều nước. Tuyên bố về trường hợp khẩn cấp toàn cầu của WHO nhằm báo hiệu nguy cơ lớn về y tế, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nước để ngăn chặn dịch bệnh lây lan xa hơn. Động thái này cũng có thể khiến các quốc gia thành viên đầu tư thêm nguồn lực vào việc kiểm soát đợt bùng phát trước mắt, bổ sung kinh phí nhằm chia sẻ vaccine, phương pháp điều trị. Từ năm 2019, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc đã 2 lần đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, lần lượt với đại dịch COVID-19 và dịch đậu mùa khỉ vào năm 2022. Đợt bùng phát ở Congo vào tháng 9 năm ngoái bắt nguồn từ chủng đậu mùa khỉ đặc hữu được gọi là Clade 1. Tuy nhiên, biến chủng mới gọi là Clade 2B hiện lây lan dễ dàng hơn thông qua tiếp xúc gần gũi, thường xuyên, đặc biệt là ở trẻ em. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết 10 quốc gia ở châu lục này đã ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ. Trong đó, Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm hơn 96% tổng số ca bệnh. Số ca tăng 160% trong năm nay, số trường hợp tử vong tăng 19%, bệnh đặc biệt phổ biến ở người trẻ tuổi. WHO từng tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu năm 2022 sau khi bệnh lây lan sang hơn 70 quốc gia. Các nước phát triển đã có vaccine hiệu quả ngăn ngừa căn bệnh, nhưng những nước thu nhập thấp không thể tiếp cận nguồn cung một cách đầy đủ, khiến căn bệnh khó được xóa bỏ hoàn toàn. Tình trạng khẩn cấp đã được gỡ bỏ vào tháng 5 năm 2022. Trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, thế giới ghi nhận 92.000 ca nhiễm và 167 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Đậu mùa khỉ lan truyền qua tiếp xúc gần, đặc biệt là da kề da. Nó có thể gây ra các triệu chứng giống như cúm, kèm phát ban, đau ngứa phát triển thành mụn nước chứa mủ, tổn thương cuối cùng là đóng vảy. Các chủng virus trước đây có khả năng lây truyền hạn chế. Chủng Clade 1 thường truyền trong hộ gia đình. Chủng Clade 2B đã lan rộng ra toàn cầu, chủ yếu lây qua đường tình dục và ảnh hưởng đến bệnh nhân nam quan hệ đồng giới. Chủng 1B mới lây lan qua cả hai con đường này. Theo các nhà nghiên cứu, ban đầu nó lan truyền qua đường tình dục, thông qua ngành công nghiệp mại dâm địa phương, Ở giai đoạn sau, virus lưu hành cả trong các hộ gia đình, giữa mẹ và con cái. Thậm chí có trường hợp lây lan từ người sang người bên ngoài hộ gia đình và không có tiếp xúc tình dục. Các chuyên gia nhận định điều này thực sự đáng lo ngại vì virus có nhiều khả năng lan truyền trong cộng đồng hơn các chủng trước đó, thậm chí có khả năng lây qua các chuyến bay. Việt Nam phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên vào tháng 10 năm 2022. Bộ Y tế ghi nhận hơn 68 ca đậu mùa khỉ, 6 người tử vong, phần lớn bệnh nhân tiền sử nhiễm HIV. Từ đó đến nay, các địa phương vẫn rải rác ghi nhận người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, song có thể diễn tiến nặng dẫn đến tử vong. Người suy giảm miễn dịch, trẻ em phụ nữ mang thai, người già có nguy cơ chuyển nặng khi nhiễm virus này. Đến đây, bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát Thanh truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.